Thế là tôi chỉ chọn cuộc sống bình yên, ừ. Tôi không muốn sóng gió cho nên. Ủa vậy chứ là... bà nói tôi không bình yên hả? Là con gái là phải biết thả thính. Bây giờ mẹ dạy cho con cách thả thính nha. Mà nhiều người nói dạo này tôi nói chuyện rất là có duyên, mà tôi cũng đồng ý. Chào các bạn. Sao bạn đi thả? Ôi xin bắt đầu đi. Ôi ôi nó nóng mà. Giờ hai cái cũ này sao nó vẫn giữ vậy ta? Rồi chuẩn bị, chờ chút xíu nữa, đang đợi Trizy trên đường sắp tới rồi. Mình có vịt, gỏi vịt và bò kho. Ở đâu? Cái nồi bò kho. Bò kho rất là ngon. Trời ơi, cái nồi bò kho thơm quá. Ai nấu vậy ta? Ai nấu? Mẹ. Con nấu. Má má ngồi đây nè má. Mẹ đây có bài đây. Chị Di hả? Chị Di ngồi đây. Có bậy chứ, tới mình ăn trước ha. Có bậy tới chứ, chờ có bậy tới chứ. Có bậy. Bà ngoại nó có bậy. Má đẹp quá, má qua đây chút xíu đi. Má qua đây chút xíu đi, nào có bậy tới rồi má. Má qua bên này nè. Má chào các bạn chút đi. Nhưng mà chị biết là nghe chào đi. Không má chị thấy này nè. Chào đi. Chào các con. Chào các con. Rồi mở lên. Đó, trời ơi. Có đèn lên sáng rồi, nãy giờ tối ghê luôn. Có đèn tối ghê luôn. Bây giờ ánh sáng rất là quan trọng nha. Anh biết hôm nay ngày gì không? Biết. Ngày gì? Ngày thành lập kênh YouTube Bà Tớ Cam Tham. Ủa bà Tám Cam Thơ. Chúc mừng một năm. Mới một năm mà ăn lớn quá trời luôn. Má biết hôm nay ngày gì không? Mới một năm mà làm như là 10 năm vậy đó bạn. Một năm ăn bằng nhiều lắm. Ủa lúc mà má qua đây là con làm rồi. Cái gì em mới có đúng rồi, cái gì chị làm rồi má thì má qua này chưa có làm. Vậy bà má loại chưa em làm nhưng mà có má ở đây rồi. Ơi đó. Cho con đẩy đồ ăn lên đi. Hoành tráng không bà ngoại? Đẹp quá. Nhưng mà quá, thiếu cái bánh. Nhưng mà Thơ không chịu. Nói. Không mới Thơ nói bánh của tôi. Không cần ha. Thơ nói. Thơ nói không cần. Đợi cái gì là Thơ nói là tham quà sinh nhật. Thôi đây là má xuất sát cho con cho chị Khanh ngồi kế má đi. Năm làm sinh nhật nha. Rồi 5 năm mới làm lớn. Đó. Cái gì? Năm sau mới gọi là sinh nhật. Cái gì kỳ vậy? Thì con nít mới 1 tuổi ta gọi tôi nôi đâu gọi sinh nhật đâu. Mới em mới bỏ nôi ra. Khanh ngồi đây, rồi má ngồi đây. Ngồi đây đi, ngồi đây. Cái này ngồi khó lắm. Ngồi đây, con ngồi đây. À, mẫu hồng phải ngồi nghe. Đúng rồi, chinh năm nay tôi nói là em chỉ bắt ăn thôi à, chứ không có được cầm đũa. Tôi nói chỉ bắt thôi à, bắt bậy giả cái mặt á. À, chưa biết cầm đũa. Đúng rồi, tôi nói cho cầm đũa nữa. Cái gì vậy? Sẵn đây là một chút nữa, chúc mừng ngày kỷ niệm ngày cưới của chị Khanh với anh Định. Người wow. 10 tháng 6. Có đem đủ rõ được rồi. Đi năm nay cưới ba mẹ đó thế nào? Ủa chị có chồng hồi nào vậy các bạn? Không say không về ha. Ủa có chồng hồi nào vậy? Không, chỉ niệm ngày cưới thôi, có chuyện chồng không tính. Không ai tính gì chồng á. Có cưới rồi à. Chuyện chồng không tính. Trẻ hả? Chị đi tới rồi kìa. Con đừng có đi nhà mạnh quá, nó rung cái màn hình nha kép. Đi nhẹ nhẹ thôi. Ông chui đây nè. Chui đây chị đi. Nóng quá trời, nóng quá trời luôn. Khỏe khỏe. Khanh trời, đưa đẹp chứ bà.
Mà đẹp gì? Gặp tôi mà tắm hâm thơ. Đẹp gì mà biết tôi thay đồ coi như là thay ra thay vô hai ba cái rồi tôi mới là tôi nóng quá không có mặc được cái gì hết. Tôi thay ra bốn cái. Nhưng mà chị lại thích đi mặc vậy. Tôi thay áo sơ mi trắng. Rồi bà bắt trước tôi mà mặc đồ trắng mà cứ rơi rồi cuối cùng tôi mặc mặc giống. Thôi hai bà cho thay bikini ra mặc đây cho đúng rồi. Sao nay ăn mừng gì đây? Thôi nôi YouTube. Thôi nôi YouTube hả? Kỷ niệm 1 năm. Đó. 1 năm mà ba làm lớn quá. Đúng không? Rồi, wow, vịt rồi gỏi vịt, bò kho. Rồi, món nào ba nấu? Món nào tôi cũng nấu hết á. Bò kho tôi nấu là vịt tôi nấu luôn. Rồi ngày mai mình kéo ra chị Son đi. Kỷ niệm 31 năm ngày cưới của chị. Ủa? Ngày mai là 31 năm ngày cưới. Ờ, 10 năm rồi không? Làm ở bên Kitty đó. À, 10 tháng 30 năm là làm ở bên iSango mới đây. Qua mới đây mà 1 năm rồi ha, lẹ dễ sợ luôn. Ôi mời con, lẹ xuất quá trời luôn. Thôi, mời đi. Dạ, mời nghe đi. Mời cô, mời cô. Mời anh Quang, mời chị Thanh, mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Chụp hình cái ha. Khoan mát chụp hình kìa. Giờ tôi chụp hình tôi phải tặng che cái tay rồi. 1 2 Linh vô cho mấy cái nó chụp nè. Linh vô đi. Đó, cái chụp từ đó. Thấy không? Thấy che hết cái đèn. Thấy hết chưa cô Linh không? Rồi mời đi. Rồi. Xin mời, xin mời. Cho chị xin cái napkin. Napkin. Ở ngoài nóng thiệt luôn á. Dễ sợ luôn á. Chừng hôm nay là chín cái này mấy độ. Mấy giờ nóng này cái tiền đồng ha. Rồi hôm nay em chưa ra tiền. Rồi em. Rồi đến kia. Trời như là đầu tiên tôi mới được bà gấp đồ ăn. Tôi thấy cái gì nó lạ lạ. Này ga lăng. Con ngày bán ga lăng bữa. Lâu mới gấp được đồ tại hôm nay là một năm của tôi mà năm kỷ niệm nữa. Mời có bài cô bảy dạ có mời ngày cưới cái này cái gì quay rồi sao tôi ăn đâu cắt mà đó gì. Để gì thôi ăn đâu có sao có gì không sao ngoài. Ăn mùa mà ăn vịt nữa trời ơi vịt nặng mềm hả? Vịt mềm lắm không nên nhưng mà anh phải ăn tay tay thì chứ bà tám ăn tay lên nữa này có đôi ăn bắp mà đâu có đôi gắt có đôi chỉ được bắp thôi chan nước mắm rồi thoải mái nha do cái gì chút cắt nha thì thôi người ta tắt luôn cho rồi đi để tự nhiên ta ăn để chi cho nó bị tốn mà uống ta tàn kênh khác là người ta ăn luôn á thôi có cả anh ta tu lẹ quá tôi không thấy lẹ cho đừng thấy không bữa là ở gì đó ở cái gì cái mình đi ăn cái gì đó mà bị kêu đó cũng quay nguyên một chương trình mà tôi không có bỏ cái ăn vào vô đâu tôi nhanh không à ngon mắm gừng này không phải ngon muối đâu à muối làm vịt kìa nè vịt đó em làm mà em muốn vịt về em chặt nó ra em luộc nó lên nhưng mà em bứt lông nó quên nổi ngổ lông nói nghe thì là biết rồi mua về em chặt nó ra rồi chặt trước rồi bứt lông sau nhổ lông nữa chứ bà mà làm gì được giỏi được vậy xong rồi mới nhổ lông bà làm chặt nó trước rồi nhổ lông xong rồi chặt xong mới luộc luộc xong mới nhổ lông luộc xong mới nhổ lông nghe là biết ai làm rồi đó tôi làm kiểu mới cho nên nó mới ngon chào các bạn ngồi hai bên tôi là hai người đẹp một người đẹp tên là Tracy Phương Trinh một người đẹp tên là Karen gì thôi làm ơn Karen Khanh đó rồi xin mời Chi Di nói chứ
Hello khán giả YouTube của bà Tám Cam Thơ với lại đồng bọn. Ngày hôm nay được mời qua đây để mà ăn mừng một cái lễ rất là long trọng. Đó là đúng một năm bà Tám trở thành YouTuber bà Tám Cam Thơ. Yeah. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao kỳ? Hình như mình quay từ cái lúc mình bắt đầu mình ăn mà tự nhiên mình tới đây mình chào tùm lum vậy. Ủa đi thì bỏ mạng. Giờ. Dọn dẹp đồ ăn. Dọn đồ dẹp đồ ăn xong xuôi cái giờ để bắt đầu ăn xong rồi bắt đầu quay tiếp. Thì ăn xong tự nhiên sức người ta nói chứ. Ủa sao kỳ vậy ta? Tự nhiên ăn cho đã xong cái vô rồi ngồi bắt đại đầu chào lại từ đầu vậy, giống như là bị bệnh nghề nghiệp á. Lúc nào cũng ngồi vô cái chào các bạn mà trong khi nãy giờ là ăn uống tùm lum tùm la rồi. Chào biết bao nhiêu lần rồi đó. Ăn uống tùm lum hết trơn. Thôi vậy thôi, coi như nãy giờ không có chào nha. Thôi nói chuyện tiếp đi. Thắm tiếp đi. Vậy coi như là tiếp tục của cái buổi tiếp tục bữa ăn xong rồi. Bây giờ là mọi người ngồi để mà tám thôi. Đúng rồi. Trời ơi, quên ba lờ. Thì bây giờ để mở màn nãy từ ăn không có nói được nhiều, tôi với bà ngồi giống như đi học đó. Thì hôm nay là cũng như các bạn biết là kỷ niệm một năm bà Tám trở thành YouTuber ở trên YouTube. Thì cái câu hỏi đầu tiên là trong cái một năm qua, coi như là cái bà làm YouTube, bà gặp cái trường hợp nào mà coi như là vui nhất mà bà nhớ nhất không? Bình thường không bấn rui vậy, tôi không bấn lại bà. Vui thì nhiều, vui thì quá trời nhiều rồi, không nhớ nổi. Nhưng mà buồn cũng nhiều, mà quê cũng nhiều, nói chung nhiều thứ lắm. Thôi gì mà buồn, mà buồn vui lẫn lộn có vậy? Có nghĩa là buồn vui rồi quê nữa. Quê nữa, quê có quê là cũng còn quê. Tại sao quê? Thì bị dân mạng nó nói này kia cái nọ quê chứ. Từ lúc đó là bà chưa có quen đâu phải không? Cho nên nhưng mà bây giờ thì sau một năm thì bà chai rồi. Ôi, mặt lì rồi, cái đó là mặt dày lắm. Làm cái này là tôi đã nói bà hoài đúng rồi, không? Đúng rồi. Làm phải mặt dày. Trời ơi, tới bây giờ vẫn còn nói là con này nó vô duyên quá, tôi không ưa nổi. Ủa? Vậy mà họ cũng bỏ vô thì coi. Bỏ thì giờ coi, coi xong coi, rồi. Coi xong rồi. Coi. Vô coi xong nói là không ưa nổi cái bà Tám này. Vô duyên quá. Vậy nhưng đó. Mà bây giờ bà không có còn khóc nữa mà bà cười. Các bạn thấy không? Cười lắm. Sự khác biệt của cái ngày đầu tiên với bây giờ là bây giờ. Ủa? Ai có nói mà không cười. Có khóc. Trời ơi sao khóc? Ngày khóc, đầu tiên, ngày khóc đầu tiên. Khóc cái lúc mà ở Facebook á, hồi xưa á. Còn sau này thì khóc Facebook lúc nào? Mà nhớ Facebook hồi đó tôi hay khóc, tôi livestream với bà không? Kỳ quá. Nhớ trong đất rơm mà ngồi ngoài mà like mình đó là người ta nói tôi này kia cái nọ đó. Mà chạy vô hả? Xong rồi tôi khóc đó là lúc đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng luôn á. Lúc đó là mặt dày luôn á. Đâu có nói gì mà bà vô. Đó là nói tôi là ăn nói giống như là hạ cấp này kia, nhớ không? Ồ vậy à, không tôi không nhớ nữa. Trời ơi bà không nhớ, bởi vì tôi nhớ, tại người ta nói tôi nhớ, tôi nói bà là bà nhớ. Linh qua đây ngồi Linh. Coi như là bây giờ là bà trai luôn rồi phải không? Bây giờ là trai rồi. Rồi có người còn nói nhìn cái mặt con nhỏ này nó gian gian. Trời ơi. Nghe hết hồn không? Trời ơi, vậy mà có fan gọi điện thoại nói tôi nha. Nói trời ơi, em không hiểu làm sao mà cái mắt nó người đó nhìn sao mà nói tám giang, em không thấy tám giang lúc nào quá đó. Mà nghĩ sao nói tám giang em không hiểu luôn á. Kệ người ta muốn nói gì nó có kệ người ta. Bởi vậy là bởi ai mà suối tôi kêu tôi làm YouTube nó thôi, tôi không đủ, tôi không cái lá gan tôi nữa. Lá gan tôi không có đủ lì. Tôi không có làm nổi. Tại tôi là từ Facebook là tôi đã quen rồi. Từ Facebook là tại tôi livestream đầu tiên cho nên lúc đó là người ta chưa có biết á. Tôi vô tôi livestream tôi nói tà la gì mà luôn. Làm mà chắc 50.000 sập liền đó hả? Liền luôn, tại vì bây giờ là mấy sẵn là nổi là mấy fan ở trên này mà bà làm cái là nguyên một đám 50.000 fan bên bà Tám Cam Thơ là chắc chắn ngàn qua liền. Thôi Linh ơi, Linh đừng có dụ. Nước bạc liền ha. Đúng không? Bà Chi Di mà làm là 30, hiện tại là 35.000 hơn rồi. Là vô sập bà rồi, thấy không? Rồi làm liền vãng lai nữa.
khách vẫn like mà 100.000 vô liền. Khách mà trên Facebook của bà riêng trên nữa. Trên Facebook tôi hôm nay là 85.000 người theo dõi rồi. Trời ơi là nhiều quá rồi. Mà nói trên Facebook vô ủng hộ một cái là được 100.000 thôi. Bà ơi, tôi đang chọn sống cuộc sống bình yên. Và hôm nay tôi biết cái style đó là tôi chỉ chọn cuộc sống bình yên. Ừ. Tôi không muốn sóng gió cho nên. Ủa vậy chứ là... bà nói tôi không bình yên hả? Cũng bình yên mà lâu lâu nó cũng đụng vậy. Bình yên của bà lâu lâu nó cũng gợn sóng. Không, cái clip của bữa hổm Trizy với Canh Thơ làm cái bà nào đi giật vòng á, bà Lý. À, Tiên Lý, Lý cũng vui á. Tiên Lý. Rồi hôm bữa là lúc mà livestream đồng bọn kêu làm, tụi em đâu có biết Thiên Lý là ai, chưa bao giờ xem luôn. Thì Mina mới vô giải thích là ô là vậy làm đại thôi, Cái con kia đâu rồi? Mày ra đây! Em tên thật là em tên Thiền Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Giật chồng bà kia bả đè bả chữ. Bả lại còn dọ bả chữ em luôn. Đưa lên vậy hố. Còn một cái clip bữa tôi bà quay với tôi mà tôi không dám đưa lên. Cái clip là con gái gì đó mà thấy ghê quá cho nên tôi không có đưa. Đâu? Là con gái đây nè. À cái clip mà quay ở đây phải không? Tại sao ghê? Cái mặt tôi làm nó không hay. Tự nhiên là cái 1, 2, 3 go cái tự nhiên. Thì đó là hay thôi mà. Nhưng mà nó không có giống như cái như Thiên Lý hả? Như bà Thiên Lý hả? Phải làm sao không biết mà cái xong cái tôi edit xong rồi mà tôi bà không biết quê. Không phải quê nhưng mà nó không có hay. Tại nhiều khi thơ thấy hay nhiều khi bà mới hay nhưng mà người khác thấy trong hay cái điện thoại đang quay rồi có 1, 2, 3 cô cái tự không có gì vui á, tại vì bà không có hiểu là ok cái cách cái video nói là nó dạy cái đứa con gái làm sao mà để thả thính phải không, để làm quyến rũ thì đó, đáng lẽ là nhìn xuống là phải nhìn xuống dày thôi, tự nhiên tôi nhìn xuống dày à, xong khi nhìn lên tự nhiên 1, 2, 3 cái gì cái clip nó ghê quá, xong tắm cũng đem lên luôn cho có đem lên để cho mọi người xem là họ thấy vui là không hay là chửi bà vô duyên tiếp thế thôi. Tự nhiên có gì đâu, không hạ xuống con nhìn xuống cái nhìn xuống người ta phải liếc nhìn xuống người ta làm duyên mà phải không, tự nhiên tôi nhìn xuống vậy cái tôi nhìn lên vậy nó vậy là bà không hiểu cái cách rồi, có nghĩa là cái original mà tôi làm á là nó kêu là kêu nhìn xuống nhìn lên là bình thường nhưng mà cái là 1, 2, 3 go cái là mà đổi cái sắc mặt liền tức khắc không biết chuyện vậy Khanh mới coi thì đó bởi vì mình không có hiểu chưa? Tôi mới hiểu cái clip đó cho nên tôi làm sai tôi coi lại tôi nó cũng rất kỳ vậy. Bà làm sai thì không có sai nhưng mà tại vì là bà cố tình là khi mà mình làm như vậy á là người ta nghĩ là ok để mà cái cách mà để làm quyến rũ thể thính là nhìn trước lên nhìn xuống cái đó không đủ quyến rũ mà hài vậy mà lấy cái gì mà bà kêu là quyến rũ cái đó cái clip nó làm là hài là chính chứ cái mặt bài thấy ghê chứ đó bà kêu ghê kiểu gì kiểu bà Thiên Lý nhìn nó ớn luôn á thì đó cái mặt bà Thiên Lý mặt bà Thiên Lý đó mà vậy sao cũng được chứ đủ được rồi không mà vui nếu mà được cái mặt bà Thiên Lý thì là vui làm ở đây là để chọc cười là chính chứ có phải làm là để cho cái mặt bà quyến rũ đâu ok đây. Giờ cho các bạn coi mời các bạn coi cái clip này cái nha là con gái là phải biết thả thính bây giờ mẹ dạy cho con cách thả thính nha bước 1 cười bước 2 nhìn xuống bước 3 nhìn lên bây giờ nhé 1, 2, 3 go you know our love would be tragic mà đó sao rất là hay chị Khanh thấy sao hay hả rất là hay chị thấy rất là thích có cười không cười đó, dễ thương vui đẹp vậy thôi chứ muốn gì nữa trời ơi cuối cùng mắt lé xẹ thấy trai mắt lé xẹ muốn gì nữa trong cái kỷ niệm mà làm YouTube á trong một năm qua thì có cái gì làm cho bà buồn thì mình nói về vấn đề quay rồi ha xong rồi buồn thì không có gì buồn hết á toàn vui không vui tại vì bà có kinh nghiệm qua cái Facebook rồi nên bà cũng không có gì bà buồn á không tại có gì bà buồn buồn thì chắc cũng là bị chửi tại vì bà delete hết trơn rồi chửi thì không có gì
buồn á, bị chửi bị hoại gì ở trên mạng mà người ta muốn nói gì người ta nói, đâu quan tâm, mình cứ delete thôi. Nhưng mà có một cái là ví dụ như xin lỗi luôn nha, sẵn đây xin lỗi các bạn mà những cái comment mà Tấm delete á, là có thể là những người quen, những đồng bọn của mình, như là đồng bọn trên trên YouTube comment, nhưng mà có khi xóa là có cái lý do của nó. Bình thường ví dụ như khen Tám đi, nhưng mà tại sao sao mà Tám xóa? Tại vì trong cái comment đó, mặc dù là khen Tám nhưng mà chê người khác là Tám xin lỗi, là Tám nói trước, là Tám xóa. Tại vì Tám không muốn ai mà tự nhiên là nâng mình lên mà đi hạ người khác xuống, là không có Tám không thích rồi đó. Mặc dù là khen Tám đó, nhưng mà đem một cái tên người nào ra để mà so sánh, để mà nâng Tám lên để dìm người đó xuống là Tám xin lỗi, là Tám phải xóa cái comment đó. Cho nên là Tám xác định là trong cái những cái comment trên cái kênh của Tám là không có một cái comment nào mà tiêu cực, hoặc để cho người ta đọc vô người ta không vui, hoặc là người ta đọc vô người ta sẽ có những cái suy nghĩ không có tốt, hoặc là người ta như là đọc vô không có vui là Tám xóa. Tám xin lỗi như vậy, Tám nói trước luôn. Đó là có mỗi lần xóa một comment đó nào đó là có cái lý do của Tám. Cho nên các bạn thông cảm nhé. Chắc lẽ là em làm cái YouTube kính trước bả nữa đó. Tại vì thầy em muốn em làm cái kênh YouTube để mà mình truyền cảm hứng cho những cái người mà họ cần nghe, chị biết không? Tại vì chẳng hạn như những cái gì mà em đã trải qua rồi thì em có thể em chia sẻ để mà có thể là nhất là để động viên cho những người mà người ta đang bị vào một hoàn cảnh như vậy đó. Dạ, thì đó là em có cái ý định làm trước bả đó đó. Mà cuối cùng xong rồi Lubu cũng chưa cảm thấy là mình chưa có, thì giờ mình làm xong, bả làm xong em thấy làm xong rồi ôi ôi bao nhiêu người vô nói tùm lum, làm sợ quá rồi bỏ ý định luôn. Nhưng mà cái kênh của GZ mà muốn làm cái đó lại là một cái đề tài khác mà chị nghĩ là đó là hay. Thì cái đề tài em làm thì tất nhiên là nó sẽ về đề tài khác. Từ tới lúc hồi trời tôi là lúc làm em biết rồi. Mỗi ngày tôi đi nói chừng nửa tiếng thôi, nói chứ từ nửa tiếng lên tới mấy tiếng rồi. Thay vì bà làm TikTok đi mà để cái thời gian đó mà làm cái đó không có suy nghĩ gì. Cái đó là vui, cái đó cũng vui. Còn cái này là bà cho người ta suy nghĩ cái đề tài như thế nào, bà cho người ta một cái lời khuyên advice thì mình phải nói cho nó đúng. Mình advice bậy bạ mất công tâm lý rồi chồng mấy cái người đó thì kiếm tôi nữa mất công. Ý là em nói là mà mấy bà chẳng hạn như mà đang phân vân không biết là nên bỏ chồng hay là thì quay đó. Lại đó. Quay lại với chồng gặp em là kêu bỏ hết. Nói chung chứ cũng tùy trường hợp, tùy trường hợp. Mất công mấy ông chồng mới đi kiếm em để chửi em cái gì hết trơn. Nó mình số 7 rồi. Một lần nữa coi như là chúc cho bà Tám Cam Thơ cái kênh YouTube càng ngày càng đông subscribers và đông người xem view. Và tôi nghe rất là nhiều người mà từ ngày làm YouTube á là một tháng là lãnh vô 1 triệu đô á. Vậy có đó, trước đây đó, trước cái thời vậy? Covid là một tháng 1 triệu đô đó. Một triệu đô chắc Mỹ người ta mấy triệu vô cái đó là Mỹ rồi. Đúng rồi, là Mỹ đó. Những cái kênh YouTube của Mỹ mà người ta xem nhiều á đó, coi như là làm rất là nhiều tiền thôi. Tôi cũng mong bà tháng chừng khoảng 10.000 đô thôi. 10.000 là đuối rồi. 10.000 đô thôi ha. Mới được nữa. Vậy là good rồi. Không có cần đến mới triệu. Mới một năm mà đợi đi, mới một năm mà tháng 5.000 rồi. Trời ơi. Xin chào bảo mơ. Thôi sẵn đây cũng cảm ơn chị Di đã đến đây chúc mừng. À vâng. Chờ hết hồn qua. À, chị Khanh nói đi là em quên. Gì vậy, dụng gì vậy? Đâu gì đâu. Tôi có đem món quà tặng cho bà. Ôi, quà luôn. Có hát không? Có hát không? Này có đem quà sinh nhật YouTube của bà. Đẹp lắm. Của ít lòng nhiều thôi, không có gì hết. Ý trời ơi. Kẻ với. Quà. Trời ơi, giống như sinh nhật của hình như cái mùi này mùi chị xài với mùi của ta. Chanel. Chanel của Chanel, mùi rất là thơm lắm. Rất là dịu mà.
hay Chanel lắm. Trời ơi, cảm ơn anh, nhờ cảm ơn mà không nhớ quà nhưng mà quên. Đem để ngoài cửa đó mà quên mất tiêu luôn. Rồi, cảm ơn chị Di rất là nhiều. Hồi chiều chị Khanh cũng tặng tôi đôi giày. À vậy hả? Thôi, đôi giày mà tôi nói thôi để trả tiền lại chứ tặng giày đi luôn. À vậy hả? Bà tin thì đó nghe. Nghe sợ có nhớ đưa lại 1 đồng nha. Mới xong cái đó đưa lại cho chị 1 đồng. Chưa đưa. Chưa đưa hả? Chưa đưa. Cái này sợ. Cái này sợ nên phải đòi lấy lại 1 đồng. Ủa vậy rồi bà có sợ vô thơm xịt rồi bay luôn không? Không. Đôi giày thì sợ đi luôn. Còn con này xịt rồi thơm mà tặng hoài cho tôi rồi tôi đâu có đi đâu. Rồi cảm ơn chị Di, cảm ơn chị Khanh, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Tám trong 1 năm qua. Cảm ơn rất là nhiều, nhờ các bạn thì Tám mới có được 1 năm mà thành công như vậy. Tại người ta nói là 1 năm á làm YouTube mà trên 30.000 sub là thành công. À. Dưới 30.000 sub là không thành công. Ừ. Cho nên là mới tôi là thành vừa công. Vừa qua được rồi, 35 rồi. Là tôi thành công đúng không? Đúng rồi. Yeah, cho nên là cảm ơn rất nhiều và em sẽ cố gắng làm những cái clip càng ngày càng tiến bộ hơn. Tiếng mới mua 2 micro đeo đây rồi. Ừ. Mua rồi. Rồi thử chưa? Chưa thử, chưa đem về, mới mua rồi mà chưa đem về. Đó, mua 2 micro rồi cái cây mà cầm để cho nó không rung á, bà chi bà cho Tám mà Tám không biết xài. Nó cứ quẹo xù quẹo đâu có biết xài. Cho nên bà phải nói với bà Kết là tìm đọc cái menu của nó đó, là đọc để biết cách đi mà quay mà không có bị rung, không bị rung đúng rồi. Mặt đó. Là nhiều cái lắm phải khắc phục. Phải nói rằng là 1 năm nay đồng hành với Tám trong cái kênh bà Tám Cam Thơ thì chị cũng đã nhìn thấy rằng là Tám tiến bộ rất là nhiều và tiến bộ một cách gọi là không thể tưởng tượng được. Có những người ta làm mấy năm trời người ta mới được như vậy, mà Tám mới làm như là Tám đã được cái kết quả như vậy thì lý do là từ đâu? Từ cái sự yêu thương của tất cả những người bạn, những người đồng bọn và những cái fan của Tám theo dõi chương trình của Tám. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc Tám không những năm nay thành công và những năm tới lúc nào cũng sẽ thành công, lúc nào cũng vậy và lúc nào cũng dễ thương. Và nhất là đừng có ăn hiếp chị nữa nghe chưa. Năm tới là ít nhất là phải nút bạc nha bà. Ít đúng nhất rồi. Nha nhà, nhớ nha. Rồi thì đó cũng nhờ, đáng lên nha. Nhờ cũng có bà Chi Di này kia hỗ trợ. Tại vì mỗi lần có clip có bà người ta coi dữ lắm. Biết tại sao chắc bà đẹp con tôi thì sao á. Bà có để ý không thấy? Đúng rồi. Mỗi lần có clip bà Chi Di lên thù view quá trời tăng luôn. Tại vì thứ nhất là không có con. Thứ hai là bà đẹp quá. Thứ ba là bà vợ của nó mới gì tôi giờ cũ quên lộn, giờ cũ cũng ăn nhầm gì đến cái chuyện mà người ta làm sao vậy mà biết không? Tại vì tôi nói hay. Đúng rồi. Mà nhiều người nói dạo này tôi nói chuyện rất là có duyên mà tôi cũng đồng ý. Tôi thấy họ nói cũng rất đúng. Ok rồi thôi, ba đứa mình bye bye các bạn nhé. Bye. Bye. Nhớ subscribe và click like nha các bạn nha. Thank you.